Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi dịp đến ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, gia đình ông Nguyễn Huy Thắng và bà Đặng Thu Hà ở thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức lại lập ban thờ để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam. Năm nay trên ban thờ, chúng tôi nhận thấy có 7 bức ảnh của 7 liệt sĩ là những người thân thiết, những đồng đội đã từng chiến đấu với ông Thắng ở chiến trường Quảng Ngãi. Và Đặng Thị Hà cùng với các cháu xin dâng lên bàn thờ nơi mà tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ đến Má Thùy, tưởng nhớ đến ông Phạm Văn Trinh, tưởng nhớ đến liệt sĩ Trương Thanh Lâm, tưởng nhớ đến liệt sĩ Đặng Trần Thanh, tưởng nhớ đến liệt sĩ Trị Mạnh, tưởng nhớ đến liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp và Đặng Văn Minh cùng nhiều đồng chí đồng đội khác đã từng chiến đấu anh dũng hy sinh ở chiến trường Quảng Ngãi. Thưa quý vị và các bạn, tôi là Đặng Thu Hà, là vợ của anh Nguyễn Huy Thắng, một nhà báo, một thương binh, một nạn nhân chất độc da cam đã hơn 40 năm nay. Anh Nguyễn Huy Thắng là một con người rất là tình nghĩa, nghĩa tình sâu nặng với đồng chí, đồng bào, đồng đội. Hơn 30 lần anh từ nước Đức trở về Quảng Ngãi để tìm mộ liệt sĩ, tri ân đồng chí, đồng bào và thăm các gia đình thương binh liệt sĩ, các thương binh nặng, bệnh binh. Cái việc anh đi như thế tôi hoàn toàn ủng hộ, và ngay chính tôi cũng rất muốn đi cùng với anh. Nếu bố trí được thì tôi cũng đi, và tôi đã đi vài lần cùng với anh. Nếu có điều kiện thì tôi lại tiếp tục đi cùng với anh nữa. Tôi cảm nhận rất rõ anh Nguyễn Huy Thắng đấy là một con người mà có chứa đựng chất lửa, chất hoa và chất thép. Quý vị nhìn trên bàn thờ của gia đình chúng tôi thì cả nước có một ngày 27 tháng 7, nhưng gia đình chúng tôi là dành một tuần để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Đây là hình ảnh má Nguyễn Thị Thùy, một người má đã anh dũng nuôi giấu anh Nguyễn Huy Thắng dưới hầm bí mật ngay trong nhà của mình, chỉ cách đồn địch có 700 mét, và cũng là một người má mà vừa sinh đứa con được mấy tiếng đồng hồ đã bế đứa con đỏ hỏn ấn vào mặt tên Mỹ và nói: đây cộng sản, đây cộng sản, đây mày bắn đi. Và chính cái hình ảnh, cái hành động anh dũng của má như vậy đã cứu được toàn bộ làng Tịnh Kỳ khỏi vụ thảm sát, mà chỉ cách vụ thảm sát Sơn Mỹ có một ngày. Là ông Phạm Văn Trinh là một vị tướng trong lòng đồng đội và người anh hùng trong lòng đồng bào. Còn đây là anh Trương Thanh Lâm, anh chính trị viên phó của đại đội, đã anh dũng hy sinh trong trận đánh Vạn Tường. Và chính anh Thắng là người đã chôn cất anh Trương Thanh Lâm. Và đây cũng là một cái nỗi lòng cứ đau đáu, bởi vì anh Thắng đã rất rất nhiều lần đưa con trai, con dâu, con gái của anh Trương Thanh Lâm vào tìm mộ của cha, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy. Và đây là anh Nguyễn Văn Giáp, chiến đấu anh dũng và rất thân thiết với anh Huy Thắng. Và anh đã mãi mãi nằm ở dòng sông Trà Khúc. Và đây là anh Đồng Văn Minh, chiến đấu rất anh dũng. Anh bị thương nặng và bị chất độc, nhiễm chất độc da cam rất nặng, và anh đã hy sinh ngay sau hòa bình lập lại. Còn đây là anh Đặng Trần Thanh, trung tá bác sĩ quân y, chính là anh ruột của tôi. Anh đã chiến đấu dũng cảm trong chiến dịch 81 ngày đêm giữ thành Quảng Trị, và anh bị thương rất nặng. Khi vết thương tái phát thì anh đã bị hy sinh. Còn đây là anh Trịnh Mạnh, chính trị viên đại đội, chiến đấu rất anh dũng. Anh bị thương gãy đùi cho nên anh Thắng chính là người mà anh Trịnh Mạnh bảo lấy dao găm rạch đùi ra để sơ cứu. Thưa quý vị và các bạn, những lời kể trên của bà Đặng Thu Hà và ông Nguyễn Huy Thắng chứng tỏ ông Nguyễn Huy Thắng đã kể rất nhiều
vì sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, đến nỗi bà Hà đã thuộc từng tên và biết khá chính xác chi tiết về sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ. Nói về ông Nguyễn Huy Thắng, một thương binh, một nhà báo, một người hoạt động cộng đồng tích cực, ông Nguyễn Quang Anh, Chủ tịch Hội đồng Thương binh cho rằng: Thưa các quý độc giả, nhà báo Huy Thắng là một thương binh, là một cựu quân nhân, mang trên người tỷ lệ thương tật 61%, nhưng cái sức khỏe như thế, nhưng nhà báo Huy Thắng vẫn nhiệt tình với cộng đồng, lăn lộn với tất cả những công việc của cộng đồng, bám sát tất cả cộng đồng, những cái tin vui, tin buồn hoặc các sự kiện đặc biệt. Thì tôi nghĩ rằng nhà báo Huy Thắng là một người, là một tấm gương điển hình cho các cái cựu quân nhân chúng tôi, là những người đã tham gia trong lực lượng vũ trang mà đã thời gian qua đã sống và làm việc ở tại Đức. Xin chân thành cảm ơn.